Thực hư Ngọc Sơn có con trai đã đưa về nhà từ đường ra mắt tổ tiên, bà con họ hàng. Sự xuất hiện của cậu bé có nhiều nét tương đồng với Ngọc Sơn trong ngày khánh thành nhà từ đường ở quê nhà Quảng Nam của nam ca sĩ, khiến dân tình xôn xao bàn tán. Có người cho rằng đây là con của nam danh ca. Và đúng dịp sinh nhật mình, ông Hoàng Nhạc Xến Ngọc Sơn đã làm lễ khánh thành nhà từ đường tại quê nhà Tam Hải, núi Thành, Quảng Nam. Đây là công trình được nam danh ca đổ nhiều tâm huyết, sức lực, tự tay gánh vác mọi chi phí cũng như thiết kế, sắm sửa đồ đạc, nội thất. Nam danh ca đã xúc động rơi nước mắt trong lễ khánh thành, chia sẻ nhiều tâm tư trong suốt quá trình thực hiện công trình ý nghĩa này. Ngọc Sơn bồi hồi nhớ lại kỷ niệm năm 1975 khi anh cùng gia đình và Nam lập nghiệp. Lúc đó cha choàng cho tôi một chiếc áo măng tô để giúp tôi ngủ ngon trong đêm gió lạnh. Xúc động trước tình cảm của cha dành cho mình, tôi sáng tác ca khúc Tình Cha tại chính nơi đây và hiện nay là nhà từ đường. Nam ca sĩ cho biết toàn bộ chi phí xây dựng nhà từ đường do Ngọc Sơn gánh vác. Khi thực hiện công trình này, nam ca sĩ toàn quyền quyết định và xây bằng những vật liệu tốt nhất để đảm bảo sự kiên cố vững chắc. Dù không tiết lộ cụ thể về chi phí xây dựng, nhưng khi nhìn vào sự đồ sộ của căn nhà, nhiều người cho rằng Ngọc Sơn đã chi một số tiền không nhỏ để hoàn thành công trình tâm huyết đúng tiến độ. Đáng chú ý, trong lễ khánh thành nhà từ đường, nhiều bà con có mặt nhận thấy sự xuất hiện của một cậu bé điển trai có vẻ ngoài nhiều nét tương đồng từ ngoại hình cho tới phong thái, cử chỉ với Ngọc Sơn, được Ngọc Sơn quan tâm chăm sóc. Bởi vậy nhiều người đồn đoán có lẽ đây chính là con trai mà Ngọc Sơn giấu kín bấy lâu. Nhân dịp này anh mới đưa con trai về để ra mắt tổ tiên, bà con họ hàng. Tuy vậy một số người thân quen biết chuyện đã nhận ra cậu bé này chính là siêu mẫu nhí Phong Thiên, là con của một người em thân thiết với Ngọc Sơn từ thuở cơ hàn, gọi nam danh ca là bác ba. Nam danh ca thẳng thắn chia sẻ, tuy không phải con ruột nhưng anh luôn đối xử chăm Phong Thiên như con đẻ của mình từ lúc mới lọt lòng. Ngọc Sơn cũng đã dìu dắt dạy bảo rất nhiều cho Phong Thiên, từ cuộc sống cho tới nghệ thuật, cách hát, phong thái cử chỉ, bản lĩnh sân khấu. Vì lẽ đó không khó hiểu khi cậu bé có những nét tương đồng với giọng ca Tình Cha. Nhân dịp ý nghĩa này, Phong Thiên muốn trở về quê nhà của bác ba để hiểu thêm về cuộc sống cũng như càng thấm thía hơn về những giá trị nhân văn, tình cảm gia đình, tình yêu đồng bào, yêu quê hương đất nước mà Ngọc Sơn vẫn luôn dạy bảo cậu bé. Trong suốt buổi lễ, Phong Thiên không khỏi xúc động trước tình cảm của bà con núi Thành, Quảng Nam cũng như hiểu thêm về tấm lòng của bác ba Ngọc Sơn dành cho mảnh đất, con người nơi đây. Được biết Phong Thiên liên tục biến hóa, thể hiện sự đa tài trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, từ ca hát, vũ đạo, catwalk cho tới diễn xuất đều được Phong Thiên chăm chỉ rèn luyện, trau dồi mỗi ngày để càng hoàn thiện bản thân hơn, không phụ sự kỳ vọng cũng như những lời dạy bảo của thầy cô, cha mẹ và bác ba Ngọc Sơn suốt thời gian qua. Trong năm 2023, quán quân So You Think You Can Model Phong Thiên không chỉ vinh dự giành giải thưởng Star Kids International 2023 tại tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam 2023 mà còn góp mặt trong hai đêm live show Tình Con của danh ca Ngọc Sơn tỏa sáng trên sàn catwalk, sân khấu của các sự kiện lớn nhỏ trong và ngoài nước.